Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày giỗ 15 năm của bà Teresa Đào Thị Phương. Chúng ta cùng hợp nhau nơi đây hiệp ý với gia đình đọc kinh cầu nguyện, xin vì công nghiệp tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô ban cho bà Teresa Đào Thị Phương được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm thiết hồn con, ban xuống cho con hồng ân thiên Chúa, cho rồi cho giới ngồi vào đây, xin mời ông, xin mời ông, xin mời ông ngồi đây, ông ngồi đây, ông ngồi đây, cho em một trái đi, cho em một trái cái trái cái trái đây, Thank you.